Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Loan và chồng chị Loan cũng đi giao bánh trung thu nha cô chú anh chị. Dạ hiện tại bây giờ thì cũng có chú Gáp lớn tuổi cũng đến giao hàng cho chị Loan cô chú anh chị. Chú Gáp này thì ngày nào chú cũng chở hàng đến giao cho chị Loan nha cô chú anh chị. Hôm nay mấy chuyến chú? Dạ anh xui hả? Về mặt tiếp thì chú giao tiếp. Hiện tại bây giờ thì chú của Bé Ken cũng ra phụ chú Gáp rinh hàng vào với chú anh chị. Đây là chuyến đầu tiên của chú Gáp lớn tuổi này chờ đến giao cho chị Loan ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Có anh shipper cũng đến giao hàng luôn cô chú anh chị. Hết rồi à? Dạ. Dạ thì hiện tại là bây giờ là chị Loan và anh Hải Bi Bun cũng đi công việc cũng chưa có về nha cô chú anh chị. Chị Loan cũng đem bánh trung thu đi giao cho các cô khán giả đặt cô chú anh chị. Con chào chú nha. Dạ. Dạ từ giờ hiện tại bây giờ cũng có hai anh Gáp đến nhận hàng để giao cho khách nha cô chú anh chị. Sáng sớm ngày cuối tuần cho nên là các anh Gapper đến nhận hàng rất là nhiều rồi đi giao cho các cô chú khán giả đặt cô chú anh chị. Hôm nay là ngày cuối tuần nha cô chú anh chị. Phía trước thì có người nhà của chị Loan ra cũng ra giao hàng ở của chú anh chị. Phía bên trong thì bàn thờ của chú và chị Vũ Linh rất là đẹp luôn ở của chú, rất là trang nghiêm luôn. Thì hiện tại bây giờ là khán giả cũng không có đi vào bên trong cửa trước của bàn thờ của chú và chị Vũ Linh nữa nha của chú anh chị. Chị Loan cũng làm cái văn phòng ở phía dưới thì khán giả sẽ đi vào phía dưới cửa dưới này để mua hàng ở cô chú. Còn bên trên phòng thờ của chú nghệ sĩ Vũ Linh thì chị Loan cũng
đỡ thở cho nó trang nghiêm mà cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quỳnh được phát triển hơn của chú anh chị. Ngày cuối tuần cho nên là rất là đông các anh rapper đến nhận những đơn hàng để đi giao cho các cô chú khán giả đặt trên mạng online của chú anh chị. Có anh Gáp còn đến nhận hàng của chú anh chị. Phải nói rằng là chị Loan được các cô chú khán giả yêu thương cho nên là mua bánh trung thu và mua những bịch mít sấy của chú anh chị rất là nhiều luôn. Có hai cô khán giả còn đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan của chú anh chị. Ngày cuối tuần cho nên là khán giả đến nhà chị Hồng Loan mua hàng tấp nập luôn á cô chú anh chị. Chú anh chị và các bạn xem video cho Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quỳnh được phát triển hơn của chú anh chị. Ngày hôm nay thì sáng sớm chị Loan cũng đem bánh trung thu đó đi giao cho các cô chú khán giả đặt mua cô chú anh chị. Dạ thôi giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.